còn có con máy thì bé Mon giữ rồi. Thì hôm nay Nhiên lên đây cũng là chủ yếu là nói về gia đình của cô Nguyễn Thị Ánh Tuyết, 64 tuổi, đang sống tại New York, là người Việt gốc, người Việt quốc tịch Mỹ. Thì Nhiên cũng đọc báo rồi nhiều bài viết của các anh em viết trên không gian mạng. Thì nói là cô Nguyễn Ánh Tuyết 64 tuổi này là người Việt dìu dắt nhiều người Việt và giúp đỡ nhiều người Việt ở làm nhà hàng ở New York. Thì cô nhiễm Covid-19. Thì khi mà đi khám, đi xét nghiệm thì bác sĩ nói là cho đi về nhà, y như là Lê Hoàng Trúc nói vậy đó anh chị. Anh Trúc, anh chị biết là cái cô mà hả? Cũng từng nói về cái nước Mỹ, cô Lê Hoàng Trúc thì anh chị cũng biết rồi. Nhưng chào công sáu đòn, nhưng chào Trinh Vũ Văn. Thì anh chị cũng có biết cái đích mà cái chị Lê Hoàng Trúc là cái người chống cộng cực đoan rồi đó. Đó. Thì chị này cũng từng nói giống cái kiểu mà cô Nguyễn Ánh Tuyết tử vong về Covid-19. Thì chị Lê Hoàng Trúc chị cũng có nói là mình đã biết nhiễm Covid-19 rồi, Corona rồi. Thì đến bệnh viện thì bác sĩ chỉ cho thuốc về nhà mình uống thôi, chứ không xét nghiệm bị Covid mà cho về nhà. Đấy, thì xét nghiệm biết dính Covid-19 rồi, thì bác sĩ mới cho thuốc là đi về nhà để mà tự gia đình để mà chăm sóc cách ly ở nhà luôn. Khi nào cái người bệnh nhân mà không còn thở được hay là hoặc ngất xỉu thì mới đem vô bệnh viện để cấp cứu. Đó là ở nước Mỹ đó, nhân quyền của nước Mỹ đó cô bác anh chị. Như vậy cái bọn phản động lưu vong tối ngày nó chỉ chỏ cái mỏ về đất nước Việt Nam, mà trong khi đất nước Việt Nam chúng ta trị bệnh cho cái người phi công của người Anh đó anh chị cũng năm sáu tỷ rồi, để cố gắng để mà giữ cái mạng sống của phi công người Anh. Không chỉ phi công người Anh mà nhiều người Việt của chúng ta cũng được chữa trị miễn phí và được mà y tế Việt Nam chăm sóc rất là tận tình. Rồi anh chị thấy nhiều nước là như nước Mỹ, nước nhiều người quốc tịch nước ngoài để mà chăm sóc về Việt Nam để mà trị bệnh Covid-19, cũng nhiều người ra viện của các nước đó anh chị. Đấy. Anh chị, hiện giờ một số tôi hỏi thiệt lòng, tôi hỏi như hỏi thật lòng á, một số người chống cộng cực đoan á mà từng xuyên tạc đất nước Việt Nam nha, tôi hỏi hiện nay giờ một số người chống cộng cực đoan lên livestream, lên xuyên tạc vào đất nước Việt Nam nha, tôi không muốn chửi các anh chị nữa, như là Trang Lê hay là Bê Ni Trương hay là Tân Thái hay là một số người mà chống cộng cực đoan á, tôi hỏi các anh các chị á, biết xuyên tạc chỏ mỏ về Việt Nam, xuyên tạc đủ cách đủ kiểu, nhưng mà tại sao các anh chị là cái người quốc tịch Mỹ đang sinh sống giữa dòng trái đất bên kia thì đất nước Mỹ đối xử với đất nước Mỹ và Bộ Y tế của Mỹ đối xử với nhân dân của họ như vậy? Tôi không nghe các anh chị để mà làm clip, để mà xuyên tạc, để làm clip để mà nói về cái nước Mỹ như vậy. Cái nước Mỹ mà các anh chị nói là thiên đường vĩ đại đó, thì thiên đường vĩ đại thì phải bảo vệ một con người, bảo vệ nhân dân của họ chứ. Tại sao thiên đường nước Mỹ của anh chị mà anh chị cứ nói là thiên của một số bọn mà tôi gọi là anh chị mà chống cộng đó, mà gọi là bao que xỏ lá đó, các anh chị chở mỏ về, sao các anh chị không lên án những cái như vậy? Khi người ta đã nhiễm Covid-19 rồi, đúng không? Đến bệnh viện đã xét nghiệm đã có luôn rồi, có là âm dương tính gì có cái gì mà đã xét nghiệm.
đã xét nghiệm là bị nhiễm cô Covid-19 rồi. Mà sao tại sao mà bác sĩ y tế của Mỹ không giữ bệnh nhân đó lại? Trong khi đó là có gia đình của cái chị mà từng chống cộng là gia đình chị Lê Hoàng Trúc, hai vợ chồng một đứa con cũng từng lên nói rồi. Cô Nguyễn Ánh Tiếp 64 tuổi đang sinh sống tại New York, người Việt nữa, đã có gì, đã đi xét đến bệnh viện xét nghiệm xét nghiệm là đã nhiễm Covid-19 rồi, mà tại sao không giữ bệnh nhân lại để mà chăm sóc bệnh nhân, mà nói thôi bây giờ đó là đi về nhà đi tự chăm sóc, đưa thuốc tự chăm sóc đi, khi ngất xỉu rồi mới chở vô bệnh viện, vậy sao ta còn sống? Mẹ chết queo rồi, cô Nguyễn Anh Tiết chết rồi, sao đi cứu kịp, chở vô bệnh viện tắt thở chết rồi còn sao cứu kịp được. Cho nên á, cái số mà ca nhiễm của cô nước Mỹ hiện nay giờ là 2 triệu mấy trăm ngàn người rồi anh chị, và cái số mà người tử vong á, về Covid-19 á, là 110 mấy ngàn người rồi. Ghê gớm vậy. Trời ơi, nước Mỹ coi cái mạng người sao mà như cỏ rác vậy anh chị. Nhưng hỏi một số mà người mà chống cộng á, một số người mà là cái người mà ba cầm cờ vàng mà lên là xuyên tạc gì nước Việt Nam đó, các người ở bên nửa dòng trái đất bên kia, thấy không? Mà những cái sự việc này mà các người không lên tiếng, các người không lên tiếng, tại sao nước Mỹ coi cái mạng người như cỏ rác vậy hả? Nước Mỹ thiên đường, nước Mỹ vĩ đại thì phải sao? Phải coi trọng cái mạng của con người chứ. Mà nước Mỹ coi cái mạng người như cỏ rác. Nước Mỹ không có quý mạng con người. Khi mà đã biết nhiễm Covid-19 rồi, đúng không? Đất nước Việt Nam đã biết cái người bệnh nhân đó nhiễm Covid-19 rồi, thì đất nước Việt Nam là y tế Việt Nam mà chở người đó đi cách ly, đi vô bệnh viện săn sóc, xét nghiệm, thăm khám và cách ly luôn hẳn với gia đình luôn. Đây đất nước Việt Nam đấy. Quan ở gì? Đất nước Việt Nam sao? Quý trọng một con người. Khi mà cô biết người đó nhiễm corona rồi, chở đi cách ly, rồi cái người bệnh này từng tiếp xúc dai, chở cái người này từng tiếp xúc chở đi cách ly luôn tới 14 ngày sau. Tại sao Việt Nam, đất nước Việt Nam quý trọng một con người? Đất nước Việt Nam nghèo mà còn lại quý trọng con người. Tại sao đất nước Mỹ giàu, đất nước vĩ đại, đất nước Mỹ 300 năm không có chiến tranh thì là sao? Là kinh tế nước Mỹ giàu rồi, đúng không? Giàu là phải quý trọng cái mạng của con người. Mà tại sao đất nước Mỹ 300 năm không chiến tranh mà lại sao kinh tế nước Mỹ, y tế nước Mỹ vĩ đại và giàu về kinh tế luôn? Mà nhiên hỏi một số người mà chống cộng cực đoan cầm cờ vàng ba sọc á, ở bên Mỹ á, hay là ở bên châu Âu gì đó, ở nửa dòng trái đất bên kia, tôi hỏi các người còn có trái tim con người không? Tại sao các người ở tại đó bên nước Mỹ các người không đòi quyền con người đấy? Chính phủ Mỹ, y tế Mỹ coi mạng con người, con không thể riêng gì người Việt, hai người da màu, hai người da đen, cả người Mỹ da trắng cũng vậy, coi cái mạng người như cỏ rác. Tại sao các người không đòi quyền là làm con người đi? Mỹ nó coi mạng của con người ở đất nước của họ, nhân dân của họ như cỏ rác. Nó mà quý trọng mạng con người á, nha, nước Mỹ mà quý trọng mạng con người á, y tế Mỹ mà quý trọng mạng con người á, thì sao? Thì những người mà là nghi ngờ nhiễm không, đem vô xét nghiệm là đem đi cách ly rồi, thì nước Mỹ không bao giờ có vụ chết 110 mấy ngàn ca tử vong như hiện nay và 2 triệu mấy ngàn người đang nhiễm. Tôi hỏi các người chống cộng á, bao que xỏ lá, tôi hỏi các người đi lên mạng, các người chỗ ở bên Mỹ, các người không đòi quyền con người cho những cái người ở nước Mỹ, mà các người ở bên nửa dòng trái đất bên kia chọ cái mỏ về Việt Nam xuyên tạc đủ cách đủ kiểu, mà tại sao các người anh đang sinh sống tại nước Mỹ không đòi làm quyền làm con người? Nước Mỹ nó coi mạng con người như cỏ rác.
cho nên sao? Mày nhiễm corona rồi đúng không? Mày tự về nhà đi, mày tự uống thuốc, mày tự cách ly đi. Chừng nào mày ngắt xỉu á, ha, mày ngắt xỉu á thì mày hãy gọi cho tao, tao mới đem xe cấp cứu đến cho mày. Mẹ ngắt xỉu rồi, thấy không? Đợi xe cấp cứu lại nữa là tử vong chết queo mẹ rồi. Đấy, tôi hỏi những người mà chống cộng á, những người cầm cờ vàng ba sọc 45 năm xuyên tạc đất nước, xuyên tạc quê hương, xuyên tạc cái tổ quốc Việt Nam chúng ta như vậy. Tôi hỏi các người cũng là một màu da với tôi, máu đỏ da vàng như tôi, các người cũng là người Việt như tôi. Nhưng mà các người khu nhà dạy chợ, các người phản bội quê hương, các người phản bội tổ quốc, các người vì miếng ăn, có cái miếng bánh vô miệng các người á, ở đâu cho bánh các người á, thì các người là biết ngon thôi, chứ các người không biết nguồn gốc tổ quốc của các người là ở đâu. Các người biết ở bên nước nửa dòng trái đất bên kia chỏ mỏ về Việt Nam, chứ các người không biết đòi quyền con người cho người, cho cái người dân ở tại nước của các người đang sinh sống. Đấy, nước Mỹ đó, nó không quan trọng là người da nào, miễn mày nhiễm corona đúng không? Có xét nghiệm corona mày về nhà đi, tao đưa thuốc mày về nhà uống đi, mày tự cách ly đi. Mày lây nhiễm nhiều kệ mẹ mày, tao không quan trọng. Mày cũng lây nhiễm nhiều đó kệ mẹ mày, mày về nhà mày tự cách ly nguyên gia đình mày đi, đúng không? Nguyên gia đình mày á, đi chợ thì tự bịt khẩu trang đi, không bịt khẩu trang mà tự lây lan nhau kệ mẹ đi. Chừng nào mà gia đình của mày có đứa ngắt xỉu hãy gọi cho tao, hãy gọi bệnh viện, hãy gọi y tế, bác sĩ đến tao cấp cứu cho mẹ. Khi mà sao ho khẹt khẹt xỉu, mẹ gỡ đầu người nhà gọi đến mà xe cấp cứu, lợn ngắt xỉu tắt thở chết mẹ rồi. Cho nên nước Mỹ mới chết là mới chết tới cỡ đó, 110 mấy ngàn là người là như vậy đó. Đấy, quyền con người đấy, các người đòi tự do, các người đòi quyền con người đấy. Các người đòi tự do đúng không? Các người đòi quyền con người đúng không? Các người so chửi công an đúng không? Quyền tự do, quyền con người của các người ở nước Mỹ đéo có. Xin lỗi cô bác anh chị, quyền tự do của họ cũng không có, mà quyền con người cũng không có. Ở Việt Nam á, ha, đi kéo biện tình này kia kia nọ, còn chọi đá chọi gạch vào công an cảnh sát cơ động, Canada công an cảnh sát cơ động còn rút lời còn che chở, còn Mỹ lấy xe nó cán luôn. Rồi sao? Ở Việt Nam mà nhiễm corona, ở Việt Nam á, cái người bị nhiễm corona, cái người đó là tôi ho cà khẹt khẹt vô bệnh viện, xét nghiệm ra là bị nhiễm corona, thì mới hỏi cái người bệnh này, cô từng tiếp xúc với ai, cô từng đi đâu, thì bắt đầu sao? Bộ Y tế mới gọi về địa phương của cô này, nhà cô này là ở 410, thì tiếp xúc với ông A, ông B, rồi đi đến địa phương đi, ở huyện khác, tỉnh khác đó, phải đến đó để gom những người kia để chở đi cách ly. Đấy, ở Việt Nam đó, bảo vệ con quyền con người đó. Các người so đây bây giờ là trên cộng đồng cả thế giới luôn. Ở Việt Nam có quyền con người không? Có. Có bảo vệ quyền con người không? Có luôn. Có tự do không? Có luôn. Có yêu nhân dân không? Có luôn. Những hình ảnh các người thấy đó, các người mà từng xuyên tạc, thì giờ sao? Đất nước Việt Nam phơi bày. Nói các người nói là công an ác với dân, thì chính dân chọi đá vào công an, chửi bới công an nha. Ở Việt Nam nha, công an có đánh dân không? Không. Ở nước Mỹ quánh dân trước mặt mọi người để cho mọi người quay clip đưa lên mạng. Ở nước Mỹ sao? Lấy xe đi cán dân luôn, lấy xe công vụ cán dân luôn. Đấy, nước Mỹ đó so đi, clip cắt nhiên đưa lên đó. À, vậy là ở nước Mỹ có các người đòi quyền con người 45 năm qua có những người bọn chống cộng đó. Các người đâu có làm quyền con người, không phải là các người nữa, không phải là bọn chống cộng nữa. Những người Mỹ ở nước Mỹ, những người da Mỹ trắng, Mỹ đen, da màu không phải là con người nữa. Mỹ nó coi như cỏ ghét. Mỹ nó coi mạng con người như cỏ ghét. Nó mà tôn trọng con người, nó tôn trọng quyền con người á, thì dù đó là da màu, da gì không cần biết. Những người này bệnh, tôi chở đi vô bệnh viện khám xét nghiệm, bệnh cách ly rồi xong. Tôi xong. Tôi chở người này rồi gia đình người này tôi chở đem đi cách ly, đem đi cách ly, cách ly, cách ly. Thì nước Mỹ đâu có đến ngày hôm nay là tới 2 triệu mấy người nhiễm và 100 mấy